chắc chắn là tỷ lệ rất còn không có. Bởi vậy Kỳ Lân luôn luôn mạnh lên nhờ thương hiệu của mình là đến những hột xoắn không bị rớt hột. Cái cháu này nó nằm ở ngoài rìa, nó cũng không liên quan gì đến để giữ được cái viên này cả. Vậy thì cái viên này, cháu này có tác dụng gì so với cái viên này? Đối với cái viên này, từng dìa cháu, từng cháu và từng cháu nó đều với nhau, nó tương đồng với nhau hết, rất là đều, rất là đẹp. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Hôm nay Kỳ Lân Luxury sẽ thực hiện một video clip để so sánh đính kim của bộ vỏ Vertu Signature S vàng khối cũng như là trên thép. Thì Kỳ Lân đang cầm trên tay là một cái máy Vertu Signature S full vàng khối đến kim cương bởi Kỳ Lân Luxury. Một cái máy tất cả vỏ được đúc bằng vàng nguyên khối và những chỗ đen là bằng gốm ceramic. Và phía trước mặt kính và kính phím là kính Sophia. Những chỗ màu vàng tất cả là vàng AO 750 18K chuẩn cho Âu hết. Và đến kim là tất cả là kim cương thiên nhiên. Và chúng ta sẽ coi sự khác biệt giữa Vertu Signature S vàng khối đến kim cương của Kỳ Lân Luxury với một bộ vỏ đến từ bên ngoài. Và camera, xin mời camera di chuyển sát lại dùm anh. Đầu tiên Kỳ Lân sẽ soi hột, soi kim cương trên cái máy của Kỳ Lân trước. Đây là những hột kim cương thiên nhiên mà Kỳ Lân đã đính lên. Và chúng ta sẽ để ý kỹ, những cái cháu nó hầu như là đều và nó tương đồng với nhau hết. Đây, nó rất là cân xứng và tương đồng, nó đều, rất đều. Và cháu giữ hột rất chuẩn. Đây, rất là chuẩn. Và nếu như về cách thức chia ổ và đính nhận hột chuẩn thế này thì chắc chắn là tỷ lệ rớt hột không có. Bởi vậy Kỳ Lân luôn luôn mạnh lên nhờ thương hiệu của mình là đính những hột xoắn không bị rớt hột. Đây là một bộ vỏ bên ngoài. Chúng ta sẽ xem cháu nè, cháu nhỏ xíu nè, cháu to đùng nè. Đây nữa, đây giống như là một giọt nước ấy. Tự nhiên một tia nhỏ, nhọn quắt, nhọn quơ. Cục này cục tròn, cục này ú nụ nằng, cục này nó không ra hình thù gì hết. Tức là cái cháu nó không có đều và không có đẹp. Đó chỉ là một thôi. Và bây giờ mình thử trên cái bàn phím này xem. Rồi, bây giờ Kỳ Lân đánh nha. Một viên kim cương 2 ly ở trên cái bàn phím. Đây, mỗi viên kim cương thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó có 4 cái cháu. 4 cái cháu để giữ viên kim cương lại. Vậy thì bộ vỏ này của bên ngoài tại sao lại có một cháu này nó cách xa hột kim cương mà không xa quá? Cái cháu này giữ được hột, cháu này giữ được hột. Tại sao cháu này có tác dụng gì? Cháu này nó có tác dụng gì trong khi nó nằm một cục riêng biệt, không liên quan gì tới cái viên kim cương, nó không giữ được viên kim cương thiện. Vậy thì cháu này để làm gì? Đó là kỹ thuật, đó là chất lượng. Và tiếp tục mình coi thử. Đây, hàng thứ hai cũng vậy, hàng thứ hai cũng bị một viên và cháu này bị 2 viên luôn, bị một viên nữa mà nó không, hình thù nó cũng không đều. Những cái cháu nó cũng không đều nhau, nó không tương đồng với nhau, mà nó lại những cháu nó nằm rời rạc, nó không giữ được tuyệt đối cái viên kim cương này. Đây cũng vậy, trong khi ba cháu này lại ok, cháu này lại thì không ổn. Nói chung là hầu như là một viên kim cương có 4 cháu này thì đa số viên nào cũng có một viên nó không ổn. Rồi bây giờ mình tới phím 4 chiều này. Đây, cái viên này, cái cháu này nó nằm ở ngoài rìa, nó cũng không liên quan gì đến để giữ được cái viên này cả. Vậy thì cái viên này, cháu này có tác dụng gì so với cái viên này? Đối với cái viên này, viên này thì ok, nhưng mà cháu không đẹp. Cục này tròn, cục này dài, cục này được, cục này méo móp tùm lum tùm la hết. Viên này ok, nhưng mà cái cháu này cũng không tác dụng gì, nó vẫn cách xa viên kim cương. Được cháu này và cháu này bị móp méo. Nói chung là viên này cũng vậy, bóp méo, viên này không tác dụng. Nói chung là hầu như viên nào cũng vậy hết. Đó là chất lượng, mình phải đi sâu vào mình mới biết được chất lượng. Và mình thử ở cái về lớn phía sau này, tức là một chỗ làm ra thì chắc chắn là ở cái bàn phím sau và cái vỏ sau thì cái V lớn này nó cũng vậy. Cái này cháu rất là xấu, cục móp méo nè, lồi lõm nè, không đều nè, chút ép cái cháu này chút xíu nè, cháu này chút xíu thôi, cháu này thì to đùng. Chỗ này thì không có chia hột đều nên nó dư một lỗ rất là gớm nè. Chỗ đây nè, do chia hột cũng không đều nên nó bị dư một lỗ trống nè. Đó là chất lượng. Cục này thì ú nu ú nằng bóng lưỡng, cục này thì xéo xẹo, cục này thì tròn, cục này thì nhô du, cục này thì bự chờ á, cục này thì bị giống như là cục thịt nhanh nó chảy dư, cục này thì chút ép. Nói chung là cháu nó không đều. Đó là cái sự khác biệt. Và bây giờ mình sẽ soi lại, coi lại cái sản phẩm của Kỳ Lân Luxury nó chất lượng như thế nào, nó khác biệt như thế nào. Kể cả hộp kim cương chủ luôn thì Kỳ Lân đã soi rất nhiều viên kim cương ở nhiều nơi rồi. Viên kim cương vuông này nhiều viên nó bị than rất là nặng, thậm chí có nhiều viên nó bị mẻ luôn, thì giá thành nó sẽ rẻ hơn nhiều. Đối với những viên kim cương vuông, viên kim cương của Kỳ Lân làm thì tất nhiên phải tuyển chọn như thế này. Đầu tiên là nó phải trong lửa mạnh và rất là đẹp sáng, không bị than, không bị bệnh. Và cái cháu giữ viên kim cương bốn góc nó đều y bon, tương đồng tương xứng như nhau, 1, 2, 3, 4, và rất đẹp, giữ làm cực kỳ chuẩn và không bao giờ bị rớt. Cái thứ hai là mình sẽ đi vào hộp của đây, từng cháu và từng cháu nó đều với nhau, nó tương đồng với nhau hết, rất là đều, rất là đẹp. Đây. Về hộp cũng vậy, hộp kim cương cũng vậy, tất cả là VS, VVS hết. Rồi mình sẽ coi ở trên cái đằng dưới, cái dưới phần dưới này, phần đáy này là bình thường thì một cái máy là ở phần dưới đó là bằng da như thế này, nhưng mà Kỳ Lân phiên bản của Kỳ Lân Luxury á thì Kỳ Lân đúc luôn bằng vàng và đến viên kim cương 2 ly ở dưới đáy. Còn bình thường bằng da thì Kỳ Lân cũng vậy, bằng da dinh hãng và đính viên kim cương vô cái ốc ở dưới này nè. Cái này để mà nó có bảo vệ khi mà mình cắn rơi xuống không bị tà cái da, cũng rất là thú vị, rất là hay. Mỗi cái đều có công năng công dụng riêng của nó hết. Wow, từng cháu rất đều và rất đẹp, rất đều, rất tròn, cháu nào nấy tròn win nè, quá đẹp. Và nếu như quý khách nào có nhu cầu đặt những bộ giỏ full vàng khối đính kim cương như vậy, hoặc là muốn custom đính như thế nào, hoặc là muốn design thiết kế phong cách như thế nào, hoặc là muốn một cái kiểu dáng độc quyền riêng như thế nào, thì cứ liên hệ với Kỳ Lân. Ví dụ như mẫu này, mẫu này là cái Vertu Signature S Gold và được thiết kế riêng xen kẽ giữa kim cương và họa tiết. Phần kính này thì cũng do khách hàng đặt custom, là kính nó là bằng đá sờ cừ và gốm ceramic màu trắng. Phần da là da cá sấu của hãng. Và dưới đáy của viên này Kỳ Lân cũng đính một viên kim cương nhỏ xíu, rất là hay, tuy nhỏ nhưng mà khi mà có thể là mọi người khi cầm thấy nó bình thường, nhưng mà khi mình cầm lên mình gọi cái người đối diện và người ở xung quanh mình họ thấy rất đặc biệt, đặc biệt là buổi tối nó sẽ chiếu rất đẹp nữa. Một chi tiết nhỏ thôi nhưng mà rất là đẳng cấp. Nếu như quý khách muốn những cái mẫu nào mà nó đẹp, nó sang trọng hoặc là nó khác biệt cho bản thân mình, tạo một cái phong cách riêng thì cứ liên hệ với Kỳ Lân. Và Kỳ Lân có những cái bản rất đặc biệt có sẵn luôn, là full hết, thay luôn phần gốm này nè, thay luôn phần gốm sau, nắp pin bằng gốm thay luôn, gốm trước thay luôn, thay phần da bên hông này thay luôn. Kỳ Lân thay hết, bằng full vàng khối và có nhiều phiên bản có sẵn trên website của Kỳ Lân Luxury, như là full vàng trơn không đến kim và full vàng trơn và full kim như vậy, full hết luôn nữa luôn, full luôn mặt trước, full luôn mặt sau. Và những phiên bản Cloud de Paris cũng full hết bằng vàng luôn. Thì tất cả những phiên bản nó đều có sẵn và có trên website kylanluxury.com. Hoặc là quý khách đã có cây Vertu Signature S như thế này, màu này hoặc là màu gì cũng được, và muốn gắn kim cương ở giữa, kim cương ở lo thoại, ở sau, ở chỗ nào, hoặc là thay bằng da bằng kim cương, đến kim cương ở dưới đáy. Nói chung là tất cả những cái yêu cầu để mà đến kim cương thì cứ liên hệ với Kỳ Lân. Hoặc là gắn như cây này, lấy dùm anh cây full kim, hoặc là từ một cây thép mà muốn đính lên full kim như thế này thì cũng liên hệ với Kỳ Lân luôn. Hoặc là quý khách nào đang có những máy Vertu Signature S mà mình xài từ trước giờ mà nó cũ rồi và không còn đẹp nữa, hoặc là mình muốn thay đổi phong cách, muốn thay đổi cái màu sắc, thay đổi kiểu cách thiết kế thì liên hệ với Kỳ Lân để Kỳ Lân đổi máy cho quý khách luôn. Kỳ Lân luôn luôn hỗ trợ dịch vụ đổi máy từ sản phẩm của khách, lấy sản phẩm mới của Kỳ Lân Luxury. Nói chung là quý khách muốn nhu cầu bất kỳ nhu cầu gì về điện thoại Vertu Signature S, đặc biệt tất cả những gì liên quan đến điện thoại Vertu hoặc là chế tác, nữ trang, trang sức thì cứ liên hệ với Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân Luxury luôn luôn phục vụ khách theo mọi nhu cầu, theo mọi yêu cầu và đúng như yêu cầu để đảm bảo được sự đẳng cấp và sang trọng tuyệt đối cho quý khách. Cảm ơn tất cả quý khách đã dành thời gian quý báu của mình xem clip của Kỳ Lân ngày hôm nay, và cũng qua clip này hy vọng là sẽ đem lại một cái kiến thức nó thú vị cho quý khách về cách coi chấu hột, nhận hột kim cương thiên nhiên lên vàng cũng như là lên chất liệu thép. Vâng, một lần nữa Kỳ Lân cảm ơn và chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công, tràn đầy hạnh phúc và đồng hành cùng với Kỳ Lân Luxury. Kylanluxury.com. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.